Việt Nam chúng ta được xếp top là một trong những cái quốc gia mà người dân rất là chịu chơi Và chính vì vậy nên là cái lượng siêu xe ở Việt Nam chúng ta rất là lớn Như tôi bán hàng nội địa Nhật Thì tôi thấy trước mắt các bạn đây là một mẫu tủ lạnh nội địa Nhật Đến từ thương hiệu Hitachi Đây là một model phân khúc cao tiền nhất hàng nội địa ở Nhật Với dung tích lên đến 735 lít Một model đắt tiền nhất Thế nhưng lại có số lượng bán chạy nhất trong tất cả các mẫu tủ nội địa của Nhật Để chúng ta biết được rằng Người dân chúng ta rất là chịu chơi các bạn ạ Một khi đã thích Đấy là chơi Mặc dù giá tiền của nó rất là lớn Nó là một trong các cái mẫu mà có giá trị cao nhất Giá trị hiện tại lên đến 70 triệu Thế nhưng mà Mua trong phút mốt luôn các bạn ạ Đấy có ngày tôi giao đến 3-4 con Để thấy được là cái độ chịu chơi của dân ta như thế nào đây là một mẫu cao cấp nhất Đấy là lý do mà người tiêu dùng Việt Nam rất là thích Nó là mẫu nhiều công nghệ nhất để bảo quản đồ ăn Và nó cũng là một mẫu đẹp nhất Bề mặt của nó các bạn thấy nó là một bề mặt kính chịu lực chống xước Và bề mặt kính này thì nó có giá trị thẩm mỹ cao Độ bền cao Nghĩa là chúng ta dùng khoảng tầm 25 năm nữa thì nó vẫn sẽ đẹp như vậy Nội thất của nó đây thì siêu to khổng lồ luôn Kích thước chiều ngang lên đến 88cm để cho chúng ta một cái tủ rất là bề thế. Không phải là tự nhiên mà người tiêu dùng Việt Nam lại dám chi ra một cái khoản tiền lớn như vậy để mua một con tủ như thế này đâu các bạn ạ. Vì giá trị của nó đổi lại là giá trị tương đương rất xứng đáng với cái đồng tiền mà người tiêu dùng bỏ ra. Thứ nhất là thẩm mỹ đẹp, thứ hai là công nghệ hiện đại và thứ ba là độ bền cao. Nếu như các bạn mà đang có nhu cầu muốn mua sắm cho thiết bị gia đình nhà mình chuyển qua dùng hàng nội địa của Nhật để chúng ta được trải nghiệm những công nghệ đi trước Việt Nam chúng ta khoảng 20 năm. Thì các bạn hãy liên hệ với tôi để được tư vấn các bạn nhé. Còn nếu có thể thì tôi rất vui nếu được gặp các bạn trực tiếp tại kho Nhật Bùi Huy ở số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Kho Nhật Bùi Huy thì chuyên cung cấp tất cả những cái hàng Nhật, hàng mua đấu giá, hàng lướt, hàng mới, nguyên thùng. Và khi các bạn mua các sản phẩm hàng mới nguyên thùng tại kho Nhật Bùi Huy thì các bạn sẽ được cam kết về giá nên các bạn hoàn toàn yên tâm mua sắm